Rồi, cho thầy được xin phép gửi lời chào đến toàn thể các bạn học trò đã dành thời gian theo dõi buổi livestream tối ngày hôm nay của kênh Tuổi Học Trò. Một lời chào thân ái và nồng nhiệt nhất, vỗ tay các ăn mừng cái nào. Thì kính thưa các bạn học trò thân mến, thì hiện tại trong tuần này thì lịch livestream của chương trình Toán Chính sẽ được diễn ra như sau. Chúng ta để ý này nha. Thì vào tối ngày thứ hai thì thầy đã có dịp giải giải cái đề tuyển sinh của Cần Thơ rồi ha, Cần Thơ năm 2022 rồi, ý 2023 sorry. Vậy là tối ngày hôm nay là thứ tư thì thầy sẽ giải đề tuyển sinh của Hà Nội ha, của Hà Nội năm 2022 cho các bạn học trò tham khảo. Rồi, và chúng ta lưu ý là vào thứ sáu tuần này, thứ sáu thì vào lúc 12 giờ trưa, 12 giờ trưa nha, thì thầy sẽ giải đề tuyển sinh vào 10 của tỉnh Cần Thơ năm 2022. Nên là những bạn nào mà ngày thứ sáu chúng ta sắp xếp được thời gian chúng ta học thì chúng ta học luôn. Còn nếu mà chúng ta bận thì chúng ta xem lại nhé. Bây giờ đây là một tiết live tăng cường thôi. Nên là bạn nào sắp xếp được thời gian vào khung giờ 12 giờ trưa của ngày thứ sáu thì chúng ta xem trực tiếp phiên live. Và buổi ngày hôm đó thì thầy live duy nhất ở trên một nơi mà thôi, đó là kênh Tấp Tấp Tuổi Học Trò, chứ không có live trên Mét nha, lưu ý nha. Và cũng không có live trên Du. Trưa ngày thứ sáu lúc 12 giờ trưa thì thầy sẽ live duy nhất ở trên kênh Tấp Tấp Tuổi Học Trò thôi, và nội dung chắc chắn sẽ được đăng lại trên Du. Nên là những bạn nào mà chúng ta muốn xem lại hoặc là chúng ta bận công chuyện chúng ta xem không được thì chúng ta xem lại ở trên Du nha. Rồi, trước khi bắt đầu buổi học thì hiện tại là thầy đã like được các đề sau nha. Like được các đề này nè. Một là thầy đã like xong đề của Hồ Chí Minh. Những bạn nào nằm ở Hồ Chí Minh thì các bạn lưu ý là đề của tỉnh thành Hồ Chí Minh đã được like rồi. Và thầy like, khi mà thầy like á là thầy like một lượt là 2 năm ha. Và năm 2023 luôn, 2022 luôn nha. Năm nay thì đặc biệt hơn những năm trước. Khi mà thầy like giải đề á, là thầy like một lượt 2 năm luôn. Rồi, số 2 nữa là bạn nào ở khu vực Bến Tre thì cũng đã được thầy like chim rồi nha. Bởi vì những cái đề thầy đang ghi đây nè là những đề thầy đã giải rồi đó. Tiếp theo nữa là số 3 là của Bình Dương. Bình Dương thì thầy cũng đã like rồi đó, nên là các bạn nào mà muốn xem lại chúng ta có thể xem lại đó, thầy có đăng lại trên kênh Tuổi Học Trò đó. Thứ tư là của Bình Phước thì lưu ý là thầy cũng like rồi luôn, của năm 2023 và của năm 2022 thầy cũng đã like rồi. Tiếp theo nữa đó là Hà Nội thì thầy đã like xong đề năm 2023 rồi. Tối ngày hôm nay thì thầy sẽ like cái đề năm 2022 nè, đó, tối ngày hôm nay. Số 6 là Cần Thơ. Thì thầy đã like xong đề năm 2023 rồi. Và thứ sáu tuần này thì thầy mới like đề của năm 2022. Chúng ta lưu ý ha. Và sau khi kết thúc đề của Cần Thơ xong thì chúng ta sẽ qua tỉnh thành khác. Và hiện tại tới tỉnh thành nào thì thầy đã báo trực tiếp trên nhóm cho các bạn học trò nắm rồi nha. Và cái việc mà like tới tỉnh thành nào thì các bạn học trò lưu ý là cho thầy được xin phép tự quyết định, để không gây ra cái sự mà gọi là phân biệt từ các bạn học trò. Bởi vì nếu như mà thầy để cho các bạn học trò quyết định thầy like tới tỉnh nào á, thì các bạn học trò lưu ý với thầy đó là các bạn sẽ có sự phân biệt là muốn được thầy like cái đề thi của tỉnh mình trước, nên là như vậy nó sẽ không công bằng. Nên là cái việc mà muốn like tỉnh nào trước tỉnh nào sau thì cho thầy được xin phép là tự quyết định, nhưng điều ở đây thầy hứa là tỉnh thành nào cũng sẽ có cả. Các bạn học trò ở trên kênh Tết Tết nghe rõ không nè, tỉnh thành nào cũng sẽ có cả. Rồi bây giờ thì chúng ta nhìn vào đề thi tuyển sinh vào 10 của Hà Nội. Chúng ta nhìn đây thì đề thi tuyển sinh vào 10 của Hà Nội vào năm 2022 á thì sẽ được diễn ra vào lối ngày 19 tây tháng 6 và đề thi vẫn là 120 phút. Thì vào năm 2023
Thì đề thi được diễn ra vào ngày 11 tây tháng 6 và đề thi cũng là 120 phút ha. Rồi về tổng quan đề thi á, thì đề thi năm 2022 và năm 2023 thì gồm tổng cộng cũng có 5 câu hỏi. 2022 thì gồm có tổng cộng là 5 câu hỏi. Một câu hỏi liên quan đến toán rút gọn. Một câu hỏi liên quan đến dạng bài toán là giải bài toán bằng cái lập phương trình hệ phương trình. Đó. Và một câu hỏi liên quan đến toán thực tế. Cái này gọi là không phải là toán thực tế nữa, mà này gọi là toán hình học không gian nè, khối cầu, hình trụ, hình chớp, hình nón đó. Rồi. Tiếp tục. Bài 3 thì là một bài liên quan đến giải hệ phương trình và một bài liên quan đến sự tương giao giữa đường thẳng và mặt phẳng, đường thẳng và parabol ha, sự tương giao giữa đường thẳng và parabol. Rồi tiếp tục. Câu 4 là câu hình học mang kiến thức là 3 điểm gồm có tổng cộng 3 ý. Và đề thi Hà Nội thì thông thường nó sẽ có chứa một ý cuối cùng là 0,5 điểm. Vậy là đề thi năm 2023 thì cũng giống như vậy thôi. Câu 1 vẫn là dạng bài toán rút gọn. Câu 2 thì nó gồm cũng có 2 ý, thấy chưa? Đây cũng là giải bài toán bằng cái lập phương trình hệ phương trình. 2022 thì người ta cho trái banh là khối cầu, 2023 thì họ cho khúc gỗ là khối trụ ha. Rồi một câu giải bài toán bằng cách hệ phương trình vẫn là đặt ẩn phụ y rang nhau. Rồi một bài toán liên quan giữa đường thẳng và parabol. Rồi tiếp theo câu 4 vẫn là 3 điểm, vẫn có 3 ý, và cuối cùng câu 5 vẫn là có 0,5 điểm. Vậy là lộ trình năm nay thì bạn nào ở Hà Nội thì đề thi vẫn giữ nguyên cấu trúc như vậy mà thôi. Vì năm nay là năm cuối cùng chúng ta được thi theo hình thức cũ, có nghĩa là đi thi theo chương trình cũ. Năm tới thì chúng ta sẽ được học sách mới, 2K10 sẽ được học sách mới, thì chắc chắn là cũng sẽ có một sự thay đổi nhất định. Nên là những bạn nào đang ở Hà Nội thì chúng ta cứ ôm theo cái phần cũ mà chúng ta làm tới thế. Nhìn tổng quan qua thì 2022 và 2023 thì vẫn giữ nguyên cấu trúc đề thi, không có gì thay đổi cả, nên các bạn cứ ôn theo cái sườn này là ổn rồi. Rồi bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nha. Bây giờ các bạn học trò nào mà chúng ta chưa follow kênh thầy thì chúng ta follow nha. Và lưu ý thầy nè, buổi live stream tối ngày hôm nay sẽ được đăng lại trực tiếp trên kênh Tuổi Học Trò vào ngày mai lúc 19 giờ, được chưa? Và tuần này thì có một tiết live tăng cường là vào trưa ngày thứ sáu lúc 12 giờ trưa, là thầy sẽ giải đề tuyển sinh vào 10 của tỉnh Cần Thơ năm 2022. Rồi các bạn bình luận cho thầy hai chữ sẵn sàng cái nào, cố lên nào, hai chữ sẵn sàng, hai chữ sẵn sàng nha. Rồi bắt đầu nha. Bạn nào chưa follow kênh thầy thì nhớ follow nha. Thầy trò chúng ta cùng bắt đầu vào việc học nha. Vô. Đầu tiên câu 1 mang kiến thức là 2 điểm, gồm có tổng cộng 3 ý. Ý đầu tiên là người ta kêu mình tính giá trị của biểu thức A khi x bằng 9. Đầu tiên biểu thức A là như vậy: 3 căn x phần căn x cộng 2. Và bài toán hỏi đã cho điều kiện rồi, nên chúng ta không cần phải quan tâm tới điều kiện nữa. Nhưng điều sau khi giải xong thì chúng ta nhớ so sánh điều kiện lại nha. Câu A nè: ta thế x bằng 9 vào A, suy ra A bằng 3 căn 9 trên, còn lại tí thì cái điện thoại của thầy nó bị tắt nguồn các bạn. Rồi quay lại ha. 3 căn 9 trên căn 9 cộng 2, được chưa? 3 căn 9 trên căn 9 cộng 2. Rồi vô ha. Bằng 3 nhân 3 trên 3 cộng 2, kết quả bằng 9 phần 5. Dò lại một lần nữa cho chắc. 9 thế vô, 3 căn 9 là bằng 3 nhân 3 bằng 9, căn 9 cộng 2 tức là 3 cộng 2 bằng 5. Chúng ta kết luận vậy x bằng 9 thì A bằng 9 phần 5. Xong một câu, được chưa? Hợp lý, ổn nha. Rồi, ngưng một tí nè.
khoảng vài giây cho các bạn học trò chụp lại, vì cái câu này theo thầy nghĩ là nó không có khó. Các bạn học trò thân mến nha, không có khó nha. Câu B, vô. Người ta kêu mình rút gọn B bằng cái cụm này thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là ở đây người ta đã cho mình đáp án rồi. Chúng ta lưu ý nha, ở đây người ta đã cho mình đáp án rồi, và nhiệm vụ của mình là cần rút gọn cái biểu thức B này về ngay cái đáp án này là xong. Rồi, bây giờ mình ghi biểu thức B lại. B bằng x cộng 4 trên x trừ 4 trừ 2 phần căn x trừ 2. Một lần nữa, bài toán họ cho điều kiện rồi, nên mình không cần phải đặt điều kiện. Rồi, ở đây mình thấy được như thế này. X trừ 4 là hằng đẳng thức. Nó là hằng đẳng thức gì? Nó là hằng đẳng thức hiệu hai bình phương. Các bạn học trò hay đặt cho nó một cái tên vô cùng mỹ miều, đó là hằng đẳng thức số 3. Chúng ta sẽ khai triển cái này nè, ra được nè. Căn x trừ 2 nhân căn x cộng 2. Và đây cũng chính là mẫu thức chung. Được chưa? Đây cũng chính là mẫu thức chung luôn. Rồi, đối với cái phân thức thứ nhất thì nó đã đủ rồi. Bây giờ chúng ta ghi tử lại thôi. Bạn nào mà chưa nhìn thấy được điều này thì chúng ta ôn luyện khổ luyện thêm nha. Bởi cái khúc này nó khá là dễ dàng, nó không có gì khó cả. Rồi, ở đây đang thiếu gì? Ở đây đang thiếu căn x cộng 2. Mẫu của nó chỉ có căn x trừ 2 nè. Nó đang thiếu căn x cộng 2. Mình nhân thêm trên tử cho căn x cộng 2. Rồi, sau khi mình đã quy đồng xong, chúng ta tiến hành rút gọn tử. X ghi lại nè, trừ 2 căn x nè, cộng 4 trừ 4 hết nè. Thấy chưa? Cộng 4 nè, trừ 4 hết nè. Rồi, tử ra được như thế này thôi. Chúng ta hiểu không? Thầy chưa ghi mẫu, bình luận cái nào. Thầy đang làm hơi tắt vấn đề một tí á. Thầy ghi chỉ cộng 4 trừ 4 luôn, nhiều khi có số bạn sẽ không thắc mắc, sẽ bị thắc mắc. Rồi, vậy được chưa? Được ha? Hiểu ha? Rồi, các bạn học trò tin tới tớp nè, bình luận nè. Hiểu không nè? Cố lên, cố lên. Rồi, mẫu ghi lại, mẫu ghi lại. Căn x trừ 2, căn x cộng 2. Rồi, tiếp theo, cộng 4 trừ 4 hết nè, được chưa? Cộng 4 trừ 4 hết nè. Ở đây x trừ 2 căn x nè, x trừ 2 căn x nè. Ở đây mình đặt căn x làm nhân tử chung, thì ở đây sẽ còn lại là căn x trừ 2 trên căn x trừ 2 căn x cộng 2. Được chưa? Lưu ý nha, những bạn nào có những câu hỏi cần hỏi thì các bạn học trò đợi thầy livestream xong thì thầy sẽ phản hồi cho chúng ta. Rồi, tiếp tục. Ở đây có căn x trừ 2, ở đây có căn x trừ 2, chúng ta sẽ triệt tiêu căn x trừ 2 đi. Bài toán chỉ còn lại là căn x trên căn x cộng 2. Rồi, tới đây mình dò đáp án. Đáp án của mình là căn x trên căn x cộng 2. Ở đây mình cũng ra được luôn, được chưa? Rồi, vậy rõ ràng mình đã chứng minh được B bằng cái cụm này. Chúng ta mở ngoặc ra, chúng ta ghi chữ với nè. Với x lớn bằng 0, x lớn bằng 0 và x khác 4, xong một ý. Rồi, xong câu B. Ngưng một cái. Bạn nào có những vấn đề gì cần hỏi thì chúng ta hỏi lại nè. Nhớ follow kênh thầy nha. Bây giờ nếu mà các bạn học trò đạt ngưỡng tới lớp 9 thì các bạn follow kênh thầy, các bạn sẽ được học kênh thầy tới 4 năm lận đó. Lớp 9, lớp 10, lớp 11 và lớp 12 chắc chắn các bạn sẽ cần gặp kênh thầy. Thầy tự tin là những lượng kiến thức mà thầy chia sẻ các bạn sẽ rất là cần trong vấn đề các bạn đi học. Rồi, được chưa, được chưa? Không ghi cái trong ngoặc có bị trừ điểm không? Không, thầy ghi thêm thôi. Mình khỏi cần ghi cái này cũng được ha, cái dòng này nè, mình khỏi ghi cũng được, mình chỉ cần ghi tới đây thôi là đủ rồi. Tại thầy ghi thêm, được chưa? Rồi, xong nha. Chụp lại màn hình một cái. 5, 4, 3,
2, 1. Rồi, tiếp tục. Câu C nè. Tìm số nguyên dương ít lớn nhất thỏa mãn. A trừ B bé hơn 3 phần 2. Rồi, bây giờ chúng ta dòm nè. Số nguyên dương là gì biết không? Số nguyên dương là 1, 2, 3, 4, 5. Không phải là số 0, mà cũng không phải là số âm, cũng không phải là số thập phân. Được chưa? 1, 2, 3, 4, 5 đó, dần. Được gọi là số nguyên dương. Nhưng điều ở đây người ta kêu mình tìm số nguyên dương lớn nhất. Nhưng mà khoan, hãy để nghĩ ngay đến vấn đề đó. Chúng ta nghĩ vấn đề này trước. Đầu tiên ta có nè. Ta có Câu 3 nha, ta có nè. A trừ B bé hơn 3 phần 2. Được chưa? A trừ B bé hơn 3 phần 2. A là gì? A nè, tương đương nè, 3 căn x nè trên căn x cộng 2 nè. B là gì? B không phải là cái này nha. Cái này cũng là B, nhưng điều khi chúng ta điền B vô là chúng ta điền ngay chỗ B rút gọn á. Chúng ta điền ngay chỗ cái rút gọn cuối cùng của B á. Rồi, căn x trên căn x cộng 2 bé hơn 3 phần 2. Rồi, vậy là có phải là A trừ B bé hơn 3 phần 2 chưa? Được ha. Được nha, được nha. Rồi, tiếp tục nữa. Cùng mẫu nè, gạch ngang nè, ghi mẫu chung nè, ghi mẫu chung nè. Tử rút gọn nè, 3 căn x trừ cho căn x thì bằng 2 căn x, 2 căn x bé hơn 3 phần 2. Được chưa? Được ha. Rồi, bây giờ nè, chúng ta nhìn vào đây ha. Căn x cộng 2, mình biết được nó dương hay nó âm không? Nếu như biết được dương âm thì mình chuyển mấy qua nhân chia thoải mái. Còn không phân biệt được dương hay âm thì chỉ có cách là chuyển 3 phần 2 qua đây quy đồng thôi nha. Bây giờ các bạn học trò cho thầy biết nè, căn x cộng 2 mình biết được nó dương hay nó âm không? Biết. Bởi vì x lớn hơn 0, x lớn hơn bằng 0 với cách 4, thì bản thân cái căn x này nè, nó đã lớn hơn bằng 0 rồi, cộng thêm 2 thì nó chắc chắn phải dương rồi. Đúng chưa? Biết chắc chắn là nó sẽ dương rồi. Thì ở ngay dòng này chúng ta chuyển với qua nhân nè. Hai dục ở đây nha, là 4 nè, căn x nè, 2 nhân 2 bằng 4, bé hơn 3 căn x cộng 2. Được chưa? Chúng ta có thể giải thích vì căn x cộng 2 lớn hơn 0. Đó, mình giải thích cho người ta biết là vì căn x cộng 2 này lớn hơn 0. Được chưa? Được ha. Rồi, tiếp tục nữa. 4 căn x bé hơn 3 căn x cộng 6. Được ha. Rồi, chuyển vế nè. 4 căn x trừ 3 căn x còn lại là căn x nè, bé hơn 6 nè. Vậy bây giờ tới đây chúng ta giải như thế nào? Bình lên, đúng chưa? Tới đây chúng ta bình lên chứ không có cách nào nữa hết. Rồi, suy ra x bé hơn 36. Rồi, cái khúc này ngưng cho các bạn học trò bình luận. Vậy theo các bạn học trò, x là số nguyên dương lớn nhất thì x là mấy? Giờ là tới đây câu chuyện nó rõ ràng như ban ngày nè. X là số nguyên dương lớn nhất thì theo các bạn học trò x là mấy? Rất là nhiều bạn ở trên mạng bình luận được con số 35 nè. Đúng rồi nè. Rồi, các bạn học trò trên Mét cũng đang bình luận đáp án 35 nè. Rồi, chính xác nó là 35. Nhưng bây giờ mình ghi nè. Vì x lớn hơn bằng 0, x lớn bằng 0, bé hơn 36, x khác 4. Đúng chưa? X là số nguyên dương lớn nhất.
suy ra x bằng 35. Nó từ những dữ kiện đó, một là lớn hơn bằng 0, bé hơn 36, hai là khác 4, ba là số nguyên dương lớn nhất. Thì trong cái khoảng những điều kiện này, tập hợp tất cả những điều kiện này giao lại với nhau thì ra được x là 35. Được chưa? Bây giờ bé hơn 36 thì cái con số nguyên dương sát bên nó là con số 35. Rồi, vậy chúng ta kết luận. Vậy x bằng 35 thỏa mãn đề bài. Rồi, ngưng một tí cho các bạn học trò chụp lại. Chúng ta lưu ý là buổi livestream ngày hôm nay đó, bạn sâu kêu thân mến ha. Buổi livestream ngày hôm nay sẽ được đăng lại trực tiếp trên kênh Tuổi Học Trò vào ngày mai lúc 19 giờ. Nên có một số bạn vào buổi livestream sau trễ thì các bạn lưu ý là chúng ta hoàn toàn có thể xem lại nha. Từ dòng này xuống dòng này có nhiều bạn hỏi thầy là tại sao 36? Mình gọi là bình phương lên cái đó, bình phương lên. Bình phương hay vế ha, khúc này là bình phương hay vế lên nè. Bình lên. Rồi, được nha. Sau một câu 2 điểm. Sau khi thầy giải xong câu 1 2 điểm rồi, các bạn nào tự tin mình lấy được 2 điểm bình luận cho thầy cái nào? Ai tự tin mình lấy được 2 điểm bình luận cho thầy thấy. Em, một bạn, hai bạn. À, có bạn bình luận là hên xui, học là không có hên xui anh thân mến. Học là một được hay không. Hên xui là thầy nghĩ là mình xui đi ha. Nếu như các bạn nào bình luận chứ hên xui thì thầy nghĩ là mình chúng ta đang xui đi ha. Khỏi cần nghĩ chúng ta hên. Rồi, cảm ơn các bạn học trò rất nhiều nha. Rồi, chúng ta follow kênh thầy một cái nè. Nhớ nha, nhắc lại một lần nữa. Thứ sáu tuần này vào lúc 12 giờ trưa thì thầy có live giải đề thi tuyển sinh vào 10 của tỉnh Cần Thơ năm 2022. Rồi, vô. Đọc câu số 2. Đề này nó hơi mờ ha, do bị lỗi kỹ thuật ở cái khâu in ấn nên các bạn học trò thông cảm với thầy nha. Rồi, bây giờ để làm tốt được cái câu này, các bạn nên đọc cái đề trước. À, chúng ta đọc cái đề trước cái nào. Có bạn Ngọc Hiền hỏi thầy một câu. Toán thi vào 10 thường tổng hợp vào dạng nào nhất? Nên tùy tỉnh, Ngọc Hiền thân mến. Tùy theo tỉnh thành. Ví dụ như thầy đang like đề thi tuyển sinh vào 10 của Hà Nội. Hồi nãy trước kia thầy like thì thầy cũng đã nói rất là chi tiết đề thi Hà Nội của 2 năm. Năm 2022 và năm 2023 như thế nào và định hướng năm nay 2024 sẽ thi như thế nào luôn. Nếu như Ngọc Hiền đang ở Hà Nội thì đón theo dõi lại video vào ngày 19 giờ ngày mai. Thầy có đăng lại trên kênh Tuổi Học Trò. Được chưa? Có đăng lại trực tiếp trên kênh Tuổi Học Trò. Mình lưu ý mình xem lại để mình hiểu được định hướng thi của Hà Nội năm nay, năm 2024. Rồi, tiếp tục nha. Đọc nè. Một ô tô và một xe máy khởi hành từ điểm A đến điểm B. Do vận tốc của ô tô lớn hơn vận tốc của xe máy là 20 km/h, nên ô tô đến B sớm hơn xe máy 30 phút. Biết quãng đường AB là 60 km, tính vận tốc của mỗi xe. Giả định rằng vận tốc mỗi xe không đổi trên toàn bộ quãng đường AB. Đây là điều kiện lý tưởng ấy. Chứ thực tế làm gì mà có chuyện vận tốc không đổi được. Nhiều khi kẹt xe, đèn xanh, đèn đỏ, rồi ổ gà, ổ voi, rồi đường trơn trượt, trời mưa đâu, tùm lum các kiểu. Hiểu không? Cái này là nằm trong điều kiện lý tưởng. Giữa bài toán này đang có liên quan đến ba thứ: vận tốc, thời gian và quãng đường. Vận tốc thì đơn vị là km/h, thời gian thì đơn vị là giờ, quãng đường thì đơn vị là km. Rồi, bây giờ nè, bạn nào mà chúng ta không thuộc được công thức liên quan đến giữa quãng đường, vận tốc, thời gian thì các bạn nhìn vào đây. Các bạn vẽ cho thầy cái tam giác này. Ở đây các bạn ghi chữ S, các bạn gạch cái V nhân T. Rồi các bạn nhìn kỹ nè, thầy chỉ cho chúng ta thuộc công thức này. Cái phương pháp này là chỉ dành cho những bạn nào yếu thôi.
Mới chơi thôi nha, còn giỏi rồi thì khỏi cần quan tâm. Các bạn muốn tìm gì? Tìm quãng đường, lấy ngón tay bệnh quãng đường lại. Vậy còn lại gì? Còn lại vận tốc nhân thời gian. Vậy là quãng đường bằng vận tốc nhân thời gian. Muốn tìm gì? Muốn tìm vận tốc, lấy ngón tay bệnh vận tốc lại. Còn lại gì? Quãng đường chia thời gian. Muốn tìm thời gian bằng gì? Lấy ngón tay bệnh thời gian lại, bằng quãng đường chia vận tốc. Muốn tìm cái nào thì che cái đó lại, còn lại cái nào thì đó là công thức để tính. Cái này là chỉ phù hợp cho những bạn nào yếu, mà yếu thậm tệ, yếu vô phương nói, yếu hết phương. Được chưa? Rồi, cho thầy xin một like nếu như các bạn học trò cảm thấy những điều thầy chia sẻ là thiệt tình, là hay thầy. Rồi, cảm ơn các bạn học trò. Bắt đầu nha. Nghe thầy nói tổn thương chút xíu. Trời đất ơi, sao tổn thương được? Thầy đang lăng mạ chúng ta mà sao tổn thương được? Phải cực kỳ tổn thương mới đúng. Ha. À. Thầy nói là vô cùng nặng lời luôn, chứ phải hơi nặng, cực kỳ nặng lời luôn, nói để cho các bạn học trò thức tỉnh lại. Rồi, vô. Đây là ô tô nè, ô tô nè. Đây là xe máy nè, xe máy nè. Rồi, đầu tiên người ta hỏi gì? Người ta hỏi là vận tốc của mỗi xe. Đúng nè, họ hỏi vận tốc của mỗi xe. Bây giờ bài toán này mình cũng có thể giải phương trình cũng được, hoặc giải hệ phương trình cũng được. Bây giờ tùy theo khả năng của mỗi bạn, chúng ta muốn giải bằng phương pháp lập phương trình hay hệ phương trình là tùy chúng ta. Còn riêng thầy ha, là thầy sẽ chọn cách là thầy sẽ giải bằng phương trình vì thầy thích, đơn giản chỉ thôi ha. Rồi, thầy gọi x là vận tốc của ô tô. Thì ở đây ô tô lớn hơn xe máy là 20 km. Vậy từ đây thầy suy ra được vận tốc xe máy là 20 x trừ 20, một anh được xử lý xong. Được chưa? Cái này là tóm tắt nha, cái này là đang phần tóm tắt nè. Tiếp theo, quãng đường thì ông ỷ nào cũng đi là 60 cả, ai cũng đi là 60 cả. Thời gian thì bằng quãng đường chia vận tốc, quãng đường chia vận tốc, quãng đường chia vận tốc. Người ta nói ô tô đến sớm hơn xe máy 30 phút. Vậy là thời gian đi của xe máy trừ cho thời gian của ô tô sẽ bằng 30 phút. Và 30 phút tức là bằng 1 phần 2 giờ. Chúng ta lấy thời gian đi của xe máy trừ cho thời gian đi của ô tô, trên lệch là 30 phút tức là bằng 1 phần 2 giờ. Rồi, đó là cái sườn. À, cái sườn để cho các bạn học trò hình dung. Bây giờ chúng ta sẽ trình bày ra để lấy điểm nè. Gọi x là vận tốc của ô tô. Điều kiện, đơn vị là km trên giờ. Điều kiện nè, các bạn nhìn vô vận tốc nè. Điều kiện đây lớn hơn không? Điều kiện đây cũng lớn hơn không? Vậy điều kiện là x lớn hơn 20. Được chưa? Điều kiện là x lớn hơn 20 nè. X lớn hơn không? X trừ 20 lớn hơn không? X lớn hơn 20. Vậy điều kiện chung là x lớn hơn 20. Nhưng nếu như mà trong quá trình thi các bạn lỡ ghi x lớn hơn 20 thì theo thầy nghĩ giáo viên họ vẫn chấm điểm bình thường. Ha, họ vẫn chấm điểm chúng ta bình thường, chứ không phải là trừ điểm chúng ta đâu. Nên chúng ta lưu ý ở đây là điều kiện, thầy chỉ chúng ta ghi điều kiện cho đúng thôi. Còn nếu mà lỡ chúng ta ghi là x lớn hơn 0 thì người ta vẫn chấm điểm mình nè. Rồi, tiếp tục. Suy ra vận tốc của xe máy là x trừ 20, đơn vị là km trên giờ. Thời gian đi hết quãng đường AB của ô tô là 60 phần x, đơn vị là giờ. Của xe máy là 60 phần x,
trừ 20 đơn vị cũng là giờ. Rồi, được chưa? Rồi, ta có phương đổi đơn vị luôn, 30 phút bằng 1/2 giờ, tức là lấy 30 chia cho 60 sẽ ra được là 1/2 giờ đó, chứ không phải là ở đâu nó có sẵn nha. Rồi, ta có phương trình thời gian đi của xe máy là 60 trên x trừ 20 trừ thời gian đi của ô tô là trên x, kết quả chênh lệch là 1/2 giờ. Có nghĩa là thời gian đi của xe máy nhiều hơn thời gian của ô tô là 30 phút. Hay còn nói cách khác là thời gian đi của ô tô ít hơn thời gian của xe máy là 30. Rồi, tới đây. Kiến thức lớp 8 ùa về trong tâm trí tôi. Bao nhiêu bạn bài toán này vẫn không giải được? Bình luận để thầy có cách thầy hướng dẫn chúng ta từ từ. Còn ai cũng hiểu rồi thì thầy đi tốc độ à? Bình luận cái nào? Ai bài toán này không giải được thì bình luận. Còn nếu mà chúng ta hiểu rằng rồi thầy đi tốc độ. Casio thì nói làm cái gì? Casio thì nói cái gì? Ở đây làm cái gì? Rồi, chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên chúng ta quy đồng một mẫu, hai mẫu, ba mẫu. Chúng ta ghi ba cái mẫu lại. 2x, x trừ 20. 2x, x trừ 20. Một mẫu, hai mẫu, ba mẫu. Ghi ba mẫu đi vô. Rồi, ở đây thiếu gì? Ở đây thiếu 2x. Nhân lên tử thêm cho 2x. 6 nhân 2 nhân x. Thiếu cái gì thì nhân thêm tử cho cái đó. Ở đây thiếu gì? Thiếu 2 và x trừ 20. Thiếu 2 và x trừ 20. Ở đây thiếu gì? Thiếu x trừ 20 nhân lên tử thêm cho x trừ 20. Chúng ta lưu ý lịch live chương trình lớp 9 là một tuần chỉ có 2 ngày thôi, là tối thứ 2 và tối thứ 4 lúc 21 giờ. Chứ không phải ngày nào cũng có. Ha, có số bạn hỏi ngày mai live mấy giờ thì các bạn lưu ý là một tuần chỉ có 2 ngày là tối thứ 2 và tối thứ 4 lúc 21 giờ thôi. Riêng tuần này thì có một tiết live tăng cường vào trưa 12 giờ thứ 6. Cái bảng này không cần phải, cái bảng này là cái bảng tóm tắt là chúng ta làm ở ngoài nháp để chúng ta hình thành lên được cái kỹ năng làm bài. Chứ chúng ta không có trình bày vô trong bài thi. Được chưa? Không có trình bày vô. Rồi, sau đó chúng ta thấy mẫu giống nhau nè. Chúng ta khử mẫu đi. Đừng có viết mẫu lại nha. Nhân vô nè. 120x. Nhân vô nè. Trừ 120x. Nhân vô nè. Trừ 120 nhân này ra được 2400. Bằng x bình. Trừ 20x. Khử mẫu đi ha. Rồi, tiếp theo. Rút gọn nè. Lớp 12 thầy có dạy và hiện tại thầy đang dạy một kèm một bạn HN thân mến. X bình này ghi lại nè. Thầy chuyển qua đây nha, thầy chuyển qua đây nha, chúng ta lưu ý nha. Ở đây thầy ghi sai nè, dấu cộng, sorry. Đáng lẽ hết đất, cảnh cáo mà hên tự tôi phát giác ra đó. Trừ nè, nhân trừ thành cộng. X bình ghi lại nè. Trừ 20x ghi lại nè. Cộng chuyển với qua thành trừ nè. Được chưa? Được ha. Rồi, khúc này nè. Thầy chỉ chúng ta đưa về phương trình tích cho nhanh nhất nè. Chứ khúc này mà các bạn giải delta hoặc delta phẩy thì lâu lắm. Mình làm theo kiểu đưa về phương trình tích á, của lớp 8 thì dễ nhất nè. X trừ. Các bạn lưu ý là thầy chỉ khi nào khi hệ số A này là con số 1 nha. Còn nếu như hệ số A này khác 1 là thầy không có chỉ chúng ta bao máy tính nha. Chúng ta lưu ý nha. Nếu mà hệ số A là con số 1 thì thầy sẽ chỉ chúng ta là phương pháp đưa về phương trình tích. Còn nếu như hệ số A này là 2, là 3, là 4, là 5 gì đó thì thầy sẽ kêu các bạn học trò giải delta. Bởi vì nói chung là dù gì đây cũng là một phương pháp đối phó làm biến có khoa học, chứ không phải là làm biến theo kiểu không biết cái gì. Các bạn học trò lưu ý nha. Rồi, bấm máy tính giải phương trình bậc 2 này.
Menu 922, 1 trừ 20 trừ 2400. Nghiệm đầu tiên là 60. Nghiệm thứ hai là trừ 40, trừ của trừ 40 là cộng 40 ha, cộng 40. Rồi, tiếp theo. Cho từng tích bằng 0, x trừ 60 bằng 0, x cộng 40 bằng 0, ra được hai nghiệm nè. X bằng 60 nè, x bằng trừ 40 nè. Điều kiện là x lớn hơn 20 nè, thấy không nè. Điều kiện là x lớn hơn 20. Nhận nè, loại nè, kết luận nè. Vậy vận tốc nè của ô tô nè là nhiêu? Là 60 km/h nè. Ở đây ngoặc nhọn nha, ngoặc nhọn. Của xe máy nè. Xe máy là gì? Là x trừ 20, đúng không? Vậy là 60 trừ 20 thì bằng 40 km/h. Rồi, xong một câu đó. Thầy để lại tổng thể cái tờ giấy cho chúng ta chụp lại nè. Rồi. Thầy làm hệ phương trình đi. Làm hệ phương trình hay làm phương trình thì kết quả nó cũng đều như thế này em thân mến. Quan trọng là chúng ta lựa chọn thôi. Mỗi người có một cách lựa chọn để giải khác nhau. Các bạn được quyền giải theo cách lập hệ phương trình nếu như chúng ta thích. Được không nè? Còn đây là buổi live stream nên là thầy xin phép được giải theo một hướng thôi để tiết kiệm thời gian vì còn nhiều câu nữa. Thầy có đăng lại trên Du tuổi học trò vào ngày mai lúc 19 giờ. Có một số bạn mới vào sau nên các bạn học trò không hiểu đấy. Ví dụ như bạn xin ăn sô-cô-la gì đấy. Mình lưu ý nha. Rồi bạn Tê Quốc TCN gì đấy. Mình xem lại vào buổi livestream vào ngày mai lúc 19 giờ ở trực tiếp ở trên Du á, chúng ta lưu ý á, thì các bạn sẽ được thấy nội dung thầy được đăng lại và thầy có chia sẻ lại. Rồi, tiếp tục nữa. Câu số 2. Đọc câu số 2 trước. Dành thời gian để nghiên cứu câu số 2 trước các bạn thân mến. Do là có một số bạn vào sau nên các bạn không hiểu bài là chuyện bình thường ha. Chúng ta đón theo dõi câu mới nha. Bây giờ buổi live stream sẽ tới. Chứ có một nội dung mà thầy cứ nói đi nói lại hoài thì tốn thời gian của các bạn học trò học hồi nãy giờ. Chúng ta lưu ý nha. Nếu như mà chúng ta vào sau thì chúng ta phải chờ đợi câu tiếp theo. Hoặc là một chút nữa vào lúc 22:30 thầy live stream xong thì các bạn có những câu hỏi gì thì thầy sẽ ngồi thầy giải đáp lại sau. Quả bóng thường được sử dụng cho các trận thi đấu dành cho trẻ em từ 6 đến 8 tuổi có dạng là một khối cầu, một hình cầu ha. Có bán kính là 9,5 cm tính diện tích bề mặt của quả bóng, lấy bi là bằng 3,14. Vậy liên quan đến khối cầu á các thầy mến, liên quan đến khối cầu á thì nó có hai cái công thức. Một là công thức tính thể tích thì nó sẽ bằng 4/3 bi r mũ 3. Còn nếu mà diện tích của mặt cầu ha, diện tích của mặt cầu thì nó sẽ bằng 4 bi r bình. Nó chỉ có hai công thức này thôi. Rồi, chúng ta chép hai công thức này vô. Cái này á thì nó nằm ở trong cái phần cuối của hình học liên quan đến hình học không gian đấy. Nó nằm ở cuối cái phần trong sách giáo khoa chương trình toán 9 tập 2 nằm ở cuối đó. Rồi, bây giờ người ta kêu mình tính diện tích bề mặt chính là này nè. Rồi, ghi vô. Diện tích bề mặt của quả bóng S bằng 4 bi r bình. 4 thì ghi lại, bi là 3,14. Đề bài hỏi cho ha. Đề bài hỏi cho lấy bi bằng 3,14 thì chúng ta sẽ lấy luôn. Còn nếu mà đề bài hỏi chưa cho là chúng ta giữ nguyên bi nha. Rồi, R là nhiêu? Là 9,5 bình lên, đóng ngoặc lại cho đẹp ha. Rồi, bấm máy tính thôi các bạn. Menu chính. Quên bấm gì vậy? Tào lao vậy? 4
nhân 3,14 nhân 9,5 bình. 1133,54 1133,54 đơn vị là cm vuông. Do bài toán này họ không có kêu mình làm tròn nên cái số này nó cũng không có cần phải làm tròn quá, nên mình giữ nguyên hiện trạng nha. Được chưa? Lưu ý nha. Một số bạn không ghi cái dấu bằng này mà ghi dấu gần bằng cũng đúng luôn. Bây giờ ở đây người ta lấy bi là gần bằng 3,4. Ghi ở đây là dấu bằng hoặc là dấu gần bằng ghi vẫn đúng. Ghi cái nào cũng đúng hết. Rồi, em hỏi. Từ. Rồi, thầy nghe rồi. Rồi, bạn nào hồi nãy chưa chụp kịp cái bài 2 giải phương trình này chúng ta chụp lại. Đầu tiên thì để trên trước nè. Đây là bài 2 nè. Khúc trên nha. 5 giây nha. 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta lưu ý cái này là tóm tắt nha. Tóm tắt chúng ta làm ngoài nháp, chứ không phải là chúng ta trình bày cho bài thi nha. Rồi, chúng ta sẽ làm trong bài thi là từ đây đến đây nè. Rồi, chụp khúc dưới. Rồi, xong nha. Rồi, tiếp tục nha. Ừ. Rồi. Xong một câu rồi. Câu số 2. Bây giờ chúng ta sẽ vào câu số 3 nè. Giải phương trình nè. Câu này ở tiết rồi, thầy có nói chúng ta là bài vô chúng ta cần phải làm gì các bạn? Nhớ không? Bình luận nghe. Bữa rồi có số bạn quên đấy. À, bây giờ mình làm gì? Tiết này bạn có một số bạn quên nữa nè. Bây giờ là đặt điều kiện. Đúng rồi, điều kiện. Viết lại cái hệ trước nè. 2x nè, cộng nè, 12 phần y cộng 2 nè, bằng 5 nè. 3x nè, trừ nè, 4 phần y cộng 2 nè, bằng 2 nè. Thầy nghi năm nay là Hà Nội sẽ cho cái bài hệ phương trình này liên quan đến căn quá, có căn bậc 2 đấy. Bạn nào ở Hà Nội thì có thể nghiên cứu thêm cái dạng lập hệ phương trình mà có chữ căn, cũng y ra như vậy thôi, chứ không có khác gì cả, chỉ có điều là thay vì nó ghiêng về nó thêm cái căn như thôi. Ví dụ như là căn của y cộng 2, căn của y cộng 2 thôi đó. Điều kiện là y cộng 2 khác 0, tức là y khác trừ 2. Rồi, đó là điều kiện. Bây giờ thầy sẽ tiến hành thầy đặt nè. Đặt A bằng 1 trên y cộng 2. 1 trên y cộng 2. Được chưa? Từ đây mình sẽ ra được một cái hệ như sau. Là 2x cộng 12A bằng 5. 3x trừ 4A bằng 2. Giải hệ phương trình này mình muốn giải bằng phương pháp thế cũng được, phương pháp cộng đại số cũng được, nhưng không được bấm máy tính nè. Bấm máy tính là không có điểm nha, lưu ý nha. Bởi vì cái bài toán này người ta kêu mình giải phương trình mà mình đi bấm máy tính thì người ta kêu mình chi nữa. Rồi, ở đây thì sẽ chọn cách là giải bằng phương pháp cộng đại số. Thầy nhân tất cả phương trình phía dưới cho 3 để làm mất a nè. Nhân cho 3 vô ra được là 9x trừ 12a bằng 6. Ở trên ghi lại nè.
Thầy cộng hai phương trình này cho nhau ra được là 11x nè bằng 11 nè. Chọn một trong hai phương trình ghi lại 2x nè cộng 12a nè bằng 5 nè. Khúc này thầy ăn gian nè, ăn gian mà ăn gian có thủ thực. Ở đây dễ dàng thầy ra được cái khúc này ra được x bằng 1 nè. Đúng chưa? X bằng 1. Nếu mà bạn nào tính nhẩm thì ra được kết quả ngay chỗ này a bằng mấy. Còn ví dụ như trong trường hợp chúng ta tính mà bị rối đi, chúng ta bấm cái hệ này vô, bấm cái hệ ngay chỗ này nè, bấm vô menu 912 2 12 5 3 trừ 4 2 bằng nè. Nghiệm đầu tiên 1 đúng nè, chúng ta vừa bấm chúng ta vừa kiểm tra máy tính luôn, được chưa? Rồi vậy nghiệm đầu tiên đúng này thì nghiệm thứ hai tự động nó xảy ra thôi. 1/4 ghi vô đây 1/4, khỏi cần tính toán chi cho nó cực, được chưa? Người ta biết, người ta sẽ mặc định là à thằng này nó biết tính mới ra được vậy. Còn mình làm cái gì thì không biết. Nên là thông thường thầy sẽ dạy các học trò là làm tới đây ra được nghiệm. Còn nghiệm còn lại muốn chắc ăn thì bấm máy tính giải hệ này ra, vừa dò được cái nghiệm này mà vừa ra được cái nghiệm còn lại luôn. Rồi ra được A xong rồi, chưa xong ha, chưa xong. Trả lại nè, x bằng 1 ghi lại nè, A là gì? A chính là 1/y cộng 2 bằng 1/4. Đó, x bằng 1 ghi lại nè, y bằng nè. Bây giờ khúc này chúng ta tính ngoài nháp thôi. Nghịch đảo lại là y cộng 2, nghịch đảo lại là 4. Y cộng 2 bằng 4 thì y sẽ bằng trừ 2. Trừ 2, khoan, tào lao, cộng 2 cũng mất. 4 trừ 2 bằng 2, cộng 2 mới đúng nha. Y bằng 2, khác trừ 2 nè, nhận nè. Kết luận, vậy nghiệm của hệ phương trình x chấm phẩy y bằng 1, 2. Các bạn có thể kết luận các thầy cũng được nha, chứ không cần phải kết luận giống thầy nha, lưu ý điều đó. Rồi, chụp lại màn hình, có vấn đề gì cần hỏi chúng ta có thể hỏi. Thi giữa kỳ có toán thực tế không mày? Có chứ. Dao động đề thi bây giờ thì nó sẽ có chứa từ 1 câu đến 2 câu. Còn riêng Hồ Chí Minh thì một đống câu ha. Bạn nào ở Hồ Chí Minh thì tệ lắm cũng phải 3 đến 4 câu, nhiều khi 5 câu nữa. Còn ở tất cả các tỉnh thành còn lại thì dao động từ 1 câu đến 2 câu, thông thường là sẽ 2 câu đó thôi. Cần Thơ thầy like rồi, thầy like rồi vào tối ngày thứ 2 thầy mới like xong đề 2023. Thứ 6 tuần này lúc 12 giờ thì thầy sẽ có like đề Cần Thơ năm 2022 đấy. Bình Dương thầy cũng like rồi. Các tỉnh thành mà thầy đã like rồi nè, hồi nãy thầy có ghi nè. Chắc là do chúng ta vào trễ nên chúng ta không cập nhật được. Hiện tại là thầy đã like xong đề của Hồ Chí Minh nè, Bến Tre nè. Cái chỗ này thầy có ghi là thầy chỉ đây ha. Hồ Chí Minh năm 2022 rồi, năm 2023 rồi luôn. Bến Tre rồi luôn, Bình Dương like rồi luôn, Bình Phước like rồi luôn. Hà Nội thì 2023 được like rồi. Tối ngày hôm nay là like 2022 nè. Cần Thơ 2023 like rồi. Thứ 6 tuần này là sẽ like đề năm 2022. Thứ 6 tuần này mới gặp. Đó, mới chỉ like có bao nhiêu đề thôi. Còn những tỉnh thành khác không có liệt kê ở đây là chưa có. Nhớ nha, tỉnh thành nào mà chưa có liệt kê là chưa có. Rồi tiếp tục vào câu 2. Cho parabol, cho đường thẳng parabol nè, y bằng x bình nè, đường thẳng nè, y bằng 2x cộng m nè, bình nè. Chứng minh B và D luôn cắt nhau tại hai điểm phân biệt. Vậy là để làm được câu này, bài toán này họ không có kêu vẽ ra parabol nha. Không phải bài nào bài vô cũng phải vẽ parabol nha. Đề bài họ kêu thì mới làm, còn không kêu thì thôi. Nên chúng ta lưu ý nha. Có số bạn có số câu hỏi liên quan đến vấn đề học vấn ngoài lề á, chúng ta đợi thầy livestream giải đề xong tầm cỡ 22:30 chúng ta quay trở lại, được chưa? Rồi vô nha.
Câu A, đầu tiên mình viết phương trình hoành độ, phương trình hoành độ giao điểm của B và D. Mình cho hai cái này bằng nhau, x bình bằng 2x cộng m bình. Rồi, được ha. Tiếp tục nữa, x bình trừ 2x trừ m bình bằng 0. Rồi ở đây nè, có hai cách là, không, làm cách thôi, làm một cách là thôi được rồi, thầy tính nói làm theo kiểu A nhân C, mà khoan, suy đi nghĩ lại, A nhân C chưa chắc là bé ăn không, nó còn dướng dấu bằng, nó bé bằng không mới đúng. Rồi ngay chỗ này mình sẽ lập lên delta phẩy, A bằng 1 nè, B phẩy nè, bằng trừ 1 nè, C nè, bằng trừ m bình nè. B phẩy á là bằng B chia 2 đó, chúng ta lưu ý nha. Delta phẩy nè bằng nè B phẩy bình nè trừ AC nè, B phẩy nè trừ 1 nè, đóng ngoặc lại bình lên nè. Trừ A là 1 nè, C nè trừ M bình nè, đóng ngoặc lại nè. Ghi cho đầy đủ, cách nào cần đóng ngoặc thì đóng ngoặc. Rồi, ra được 1 cộng m bình nè. Như thầy đã có dịp chia sẻ, một cái gì đó bình phương cộng cho một con số dương thì chắc chắn sẽ lớn hơn 0 với mỗi m. Còn cộng cái số âm là khác nha. Cộng số âm thì giờ chương trình thi tuyển sinh vào 10 vào trường bình thường thì hết rồi. Trường chuyên thì nó còn. Còn các bạn thi vào trường thường á, không phải thi vào trường chuyên á, thì giờ nó hết cộng cái số âm rồi. Ngày xưa thì nó cũng còn cộng cái số âm, nhưng mà thầy để ý những năm gần đây, tầm cỡ khoảng 3-4 năm gần đây thì nó không có cho cái dạng là cộng cái số âm nữa, nên chúng ta khỏi cần quan tâm chỉ mất công. Rồi, kết luận nha. Vậy B, D luôn cắt nhau tại hai điểm phân biệt. Rồi, sau một ý. Hồi nãy có bạn gì đó xin chụp lại cái câu 3A, câu 3 ý 1 đúng không? Bạn qua gì đấy? Còn đây không nè? Đây nè, đây là câu 3 ý 1 nè. Đó, mình chụp lại nè. Có số bạn chụp bài không kịp á, chúng ta chụp lại một cái để chúng ta có cái tham khảo. 5 giây nha. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, xong câu A của ý 2 nè. Bây giờ tiếp tục ý tiếp theo. Tìm tất cả các giá trị của M để BD cắt nhau tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1 x2 thỏa mãn cái điều kiện này. Vậy là ở câu A mình làm được một khúc rồi ha. Câu A mình làm được một khúc rồi. Rồi bây giờ chúng ta làm gì nữa? Chúng ta lập hệ thức Mes và chúng ta phân tích cái này là xong ha. Lập hệ thức Mes và phân tích cái này là xong. Rồi câu B nè, hệ thức Mes S bằng x1 cộng x2 bằng trừ B chia A. Trừ B nè, trừ B là trừ của trừ 2, thì ghi từ từ nè, trừ của trừ 2 chia cho 1 bằng 2 nè. Rồi B nè bằng x1 nhân x2 nè bằng C chia A nè. C chia A là trừ M bình phần 1 là bằng trừ M bình nè. Đó. Rồi theo đề bài, theo đề bài thì mình có gì? X1 cộng 1, X2 cộng 1 bằng trừ 3. Thấy chưa? X1 cộng 1, X2 cộng 1 bằng trừ 3. Có bạn hỏi thầy là lấy đề tuyển sinh mấy năm trước ở đâu thầy?
Một là mình có thể sưu tầm ở trên mạng, hoặc là mình xin ở các trường nằm ở khu vực tỉnh thành đó. Còn nếu như em có tham gia vào nhóm bên thầy thì sẽ được thầy cung cấp. Bạn bé Tài ha. Rồi, theo các bạn học trò, cái này chúng ta làm gì? Làm gì để ra được tổng và tích? Thầy nghĩ chúng ta biết. Nhân phân phối vô, đúng nè. Bước này là nhân phân phối vô thôi. Rồi, x1 x2 nhân vô, x1 x2. X1 nhân vô. Này nhân vô. Nhân vô. Chuyển qua luôn. Thôi để IC đi. Rồi. Được chưa? Thế vô nè. Trừ màu bình. Thế vô nè, 2 nè. Tiếp tục nè. Trừ màu bình nè, bằng trừ 6 nè. Em màu bình nè, bằng 6 nè. Dò lại cái. Coi cái đúng không? Suy nghĩ lại cái. Thì cái có chỗ nào nó chưa có ngon lành không? Kiểm tra lại, kiểm tra lại. Thông thường nó sẽ ra được số nguyên, nó sẽ đẹp hơn. À, mà giờ nó ra số 6, mình khai căn nó có chữ căn, sợ nó bị sai các bạn thân mến. Chúng ta kiểm tra lại cái này. Thì cái đúng rồi, đúng nha. Tiếp tục, suy ra M bằng nhiêu? Cộng trừ căn 6 nha. Nhớ nha, cộng trừ căn 6 nha. Đây là căn bậc 2 nè, xuống đây là căn bậc 2 nè. Cộng trừ căn 6, cộng trừ căn 6. Bài toán này thì nhìn từ đây xuống đây là không có điều kiện gì hết. Vậy là chúng ta nhận cả hai ha, nhận. Vậy M bằng cộng trừ căn 6 thỏa mãn đề bài. Xong. Rồi. Chụp lại màn hình nè. Khúc dưới. Chụp lại trên cái. Vì thầy đang like trên hai nơi ha. Có tấp tấp có trên mét có, nên là các bạn học trò thì để hai bên nhiều khi cái cao nó không có bằng nhau. Rồi ở dưới đây xong nè ha. Rồi ở trên nè. Rồi, bây giờ vô câu hình. Mệt chưa? Chưa mà, mới 9:58 mệt gì. Rồi, bắt đầu vô câu hình nha. Cho thầy xin một like cái nào. Bạn nào chưa follow kênh thầy, tranh thủ follow đi. Để chúng ta bắt đầu học. Nè, có bạn xin chụp lại câu C nè. Câu C bài 1 nè. Đúng không? Chụp lại đi. Nè, câu C bài 1 nè. Ra được kết quả x bằng 35 đấy. Khoa Huta chia sẻ cho những người bạn cần thiết thôi. Không có cần mượn chia sẻ một lượt như vậy. Khoa Huta ơi. Em chia sẻ như vậy là làm giảm tương tác. Nha, lưu ý nha. Mình chỉ cần chia sẻ cho những người thật sự cần thiết thôi. Một bạn chỉ cần vài lượt chia sẻ thôi. Chứ không có cần một bạn mà chia sẻ cho vài trăm bạn. Chia sẻ như vậy là TikTok là nó hiểu là mình đang là máy móc, hiểu không? Rồi, vô câu hình nha. TikTok giờ này khó tính đó các bạn. Bây giờ các bạn bỏ không rồi các bạn like cho thầy cũng vậy nữa. Ví dụ như chúng ta like cho thầy lâu lâu chúng ta like cho thầy 2 3 tim, 10 tim. Lâu 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 chúng ta like cho thầy vậy được. Còn chúng ta ngồi đó chúng ta like cho thầy tới một lượt tới mấy trăm tim luôn là nó nói là buổi live này chắc ông thầy đó ông live stream ông mua lượt tim hay gì á, nghe nghe có mùi không có đàng hoàng á, hiểu không? Nên là nó giảm lượt tương tác dữ lắm. Rồi câu 4 vô bài hình. Bài hình này thì cũng tương tự giống như các bữa live khác á, thì chúng ta sẽ dừng ở câu 1, câu 2, còn câu 3 này cho một cái nơ chưa xử lý ha. Rồi, đọc cái đề trước.
Cho tam giác ABC vuông cân tại đỉnh A. Vuông cân tại đỉnh A. Rồi, vẽ tam giác ABC ra, vuông cân tại đỉnh A nha. Năm. Rồi, A, B, C. E là một điểm bất kỳ trên tia CA, sao cho A nằm giữa C và E. Rồi, vậy vẽ xuống đây. Lúa qua chút. Lấy điểm E, E nằm đây. Rồi, được ha. Được chưa, Được ha. Tiếp tục nữa. M là MH lần lượt là chân các đường vuông góc kể từ A lên BC. A lên BC là M. Đây, ký hiệu vuông vô, đây là M. Tiếp theo, H là lên BE, Ở đây họ cho hình này là tam giác vuông cân, ký hiệu hai góc đáy bằng nhau, một hồi có cái sử dụng tới. Rồi. Xong cái hình. Rồi, bạn nào vẽ xong chúng ta bình luận kia xong. Có bạn nói là FAC phải bằng E, không phải anh thân mến. E là một điểm bất kỳ nằm giữa tia, nằm trên tia CA, sao cho A nằm giữa. E và C nằm giữa chứ không phải nằm ở chính giữa. Nằm ở chính giữa thì là trung điểm, còn nằm ở giữa thì không phải. Rồi, được chưa? Được ha. Thầy chỉ bỏ duy nhất câu C hình thôi. Còn lại cái gì thì thầy sẽ hướng dẫn hết. Bạn bạn Quy thân mến. Đỗ Quy đấy. Rồi, vô câu A đầu tiên. Chứng minh tứ giác AMBH nội tiếp. AMBH nội tiếp. Có bạn nào xem video hồi sáng này thầy làm về bịch cô bò không? Hả? Có ai xem không? Đó. Thầy cũng có làm video đó. Hiện tại là thầy đang làm các câu A hình học nằm trong đề thi tuyển sinh 9 lên 10 đó. Nên là bạn nào mà chúng ta đang yếu hình, chúng ta muốn làm được câu A thôi á, thì chúng ta dành thời gian theo dõi ha. Thì các bạn sẽ thấy được. Thầy có chỉ ra cái trang là trang 103 đấy. Đúng nè, trang 103 cái ý 15 đấy, có câu A. Tứ giác này nè. A, M, B, H là một tứ giác có góc M vuông, có góc H vuông. Thì suy ra được hai góc này cộng lại với nhau bằng 108. Suy ra được tứ giác nội tiếp ha. Rồi làm nhanh. Xét tứ giác A, M, B, H. Thầy trò chúng ta làm nhanh tốc độ hơn tí nè. A, M, B bằng A, H, B bằng 90 độ, nguyên nhân là giả thiết đề bài cho. Suy ra được AMB cộng cho AHB bằng 180.
suy ra được tứ giác ABH nội tiếp đường tròn. Nguyên nhân là tổng hai góc đối cộng lại bằng 180. Các bạn có muốn biết được nếu mà mình giải được câu A này thì mình được bao nhiêu điểm không? Có tò mò thắc mắc không? Cái câu hồi sáng thầy hướng dẫn cho các bạn học trò là 1 điểm. À, câu này cũng tầm 1 điểm nè, thấy đơn giản vậy thôi. Không phải là câu C là câu nhiều điểm nhất nha, chúng ta sai lầm. Câu C này là câu ít điểm nhất. Trong 3 câu này câu C này là ít điểm nhất. Hoặc là bằng điểm hoặc là một câu 1 điểm, chúng ta hiểu không? 1 là câu này là 0.75. 2 là câu này là 1 điểm chứ không phải là câu C là câu khó nhất, là câu nhiều điểm nhất nha, không phải nha. Rồi. Vẽ hình không có tính điểm em thân mến. Vẽ hình không có tính điểm. Mình vẽ cái hình không là không ai chấm điểm mình trơn á. Nếu mà có, bởi vì nó không có nằm trong cái cột thang điểm là vẽ hình là không phải bao nhiêu, không có. Rồi, tiếp tục nữa, câu B, câu 2. BC nhân BM. Câu A xong rồi nè, câu B nè. BC nhân BM bằng BH nhân BE. Có cần phải viết giải thích kết luận không? Không em thân mến, không cần. Mình học tới lớp 9 rồi, đâu phải là học theo kiểu lớp 7, lớp 6, lớp 8 đâu mà cần phải ghi giải thích kết luận không? Khỏi, trình bày như vậy là xong. Mình đi trực diện vấn đề. Cái cách mà trình bày giải thích kết luận là cách dành cho các lớp nhỏ. Đáng lẽ ra thầy cô phải hướng dẫn cho các bạn học trò bỏ cái cách đó từ lâu rồi. Rồi, BCBM, BCBM thì nó bằng AB bình. BHBE thì cũng bằng AB bình luôn. Đúng chưa? Hai cặp hệ thức lượng nằm trong hai tam giác vuông riêng biệt. Rồi làm nè. Xét tam giác ABC vuông tại A theo hệ thức lượng thì mình có AB bình bằng BC nhân BM. Ký hiệu đây là số 1. Một hệ thức lượng ha. Tiếp tục nữa, xét tam giác ABE vuông tại A theo hệ thức lượng thì mình có AB bình bằng A bằng BE nhân cho BH, ký hiệu là 2. Từ 1 và 2 thì mình sẽ suy ra được BC nhân BM bằng BH nhân BE. Rồi, làm đồng dạng được không này? Làm đồng dạng được, nhưng làm đồng dạng chi cho nó cực khổ vậy, trong khi đó mình làm theo hệ thức lượng nó nhanh hơn. Làm theo phương án này là nhẹ nhàng, thông minh, dễ hiểu nhất. Còn làm đồng dạng chi cho nó cực. Còn bạn nào đang xem live trên TikTok mà chúng ta muốn xin tham gia vào nhóm toán á, thì các bạn đợi một tí, tầm cỡ 10:30 thầy live xong thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn học trò cách tham gia vào nhóm toán nha. Còn bây giờ thầy đang tập trung live nên là không có hướng dẫn những vấn đề đó. Rồi, tiếp tục nha. Ý tiếp theo, chứng minh HM là tia phân giác của AHB. HM là tia phân giác của AHB. Có tiền phí không thầy? Có chứ. Không có thì sao mà chất lượng được? Bạn Quốc Dương thân mến, không có cái gì miễn phí mà chất lượng cả. Thầy đảm bảo với mình như vậy. HM là tia phân giác của AHB. AHB HM. Vậy là bài toán họ kêu mình chứng minh hai góc này bằng nhau.
Được chưa? Mục đích của họ là kêu như vậy. Bây giờ chúng ta rà nè, rà nè. H1 thì bằng với B1. Do cái tứ giác màu vàng nó mới nổi tiếp thì suy ra được H1 bằng với B1 do cùng trắng cung AM nè, cùng trắng AM nè. Được chưa? Mình tưởng tượng là có một cái đường tròn. Để thầy lấy cây viết dạ quang thật to cho các bạn học trò hình dung. Các bạn tưởng tượng tứ giác màu vàng nè, nó nổi tiếp một cái đường tròn này nè. Đường tròn mà thầy vẽ một màu này nè, đó. Được chưa? Được chưa? Rồi, nhìn vô. Có phải H1 là góc nội tiếp trắng cung AM không? B1 cũng là góc nội tiếp trắng cung AM nên hai góc này bằng nhau. Rồi, tiếp tục nữa, H2 thì nó bằng với A2. Do nó cùng trắng cung gì? Nó cùng trắng cung MB. Được chưa? Có cần phải vẽ đường tròn không? Không cần phải vẽ đường tròn. Không cần phải vẽ cái đường tròn này ra, thầy vẽ chúng ta dễ hình dung thôi. Rồi, H2 thì bằng với A2. Được chưa? H2 thì bằng với A2 do cùng trắng cung MB. Đó. Mà A2 có bằng B1 không? Đố các bạn học trò. A2 có bằng B1 không? Bằng không? Bằng. Do đây là tam giác gì? Tam giác vuông cân. Tam giác vuông cân thì góc này 45, góc này 45. Đường này là đường phân giác thì góc này cũng là 45. Được chưa? Này nè, này 45 độ, này cũng 45 độ luôn. Này là 45 nè, này cũng 45 nè, này cũng 45 nè. Đó, này cũng 45 luôn nè. Rồi, chúng ta sẽ đi theo cái hướng đó là ra. Được ha? Vô. Điểm bài cho bài nha. Đầu tiên xét đường tròn ngoại tiếp tứ giác AMBH. Xét đường tròn ngoại tiếp tứ giác AMBH. Mình khỏi cần vẽ cái đường tròn ra nha, mình tưởng tượng trong đầu thôi. Đầu tiên mình có góc H2 bằng với góc A2. Nguyên nhân là cùng trắng cung MB. Tiếp theo, mình có góc H1 bằng với góc B1 do cùng trắng cung AM. Mà tam giác ABC vuông cân tại A, đường cao AM, suy ra được góc B1 nó bằng với góc C, bằng luôn góc A2 và bằng luôn 45 độ. Vuông cân thì hai góc này là mỗi góc nhọn là bằng 45. A2 đường cao cũng là đường phân giác thì nó chia cái góc vuông ra làm hai góc cũng bằng 45 luôn. Nên từ đây thầy suy ra được, ở đây thì ký hiệu đây là số 1, 2 đúng không nè, đây là số 3 đi, đây là số 4 nè, đây là số 5 nè. Từ 3, 4 và 5. Được chưa? Từ 3, 4, 5 thì mình sẽ suy ra được H1 bằng H2. Suy ra được HM là tia phân giác của góc AHB. Đó. Thầy dạy thầy rất thích các bạn học trò nào mà bình luận chữ dễ á, vì chứng tỏ các bạn giỏi. Mà chứng tỏ các bạn giỏi mà các bạn ghé đến kinh thầy là chứng tỏ kinh thầy cũng có giá ha. Nên là bạn nào bình luận là kinh thầy là cái bài toán ngày hôm nay thầy hướng dẫn đơn giản, dễ hiểu hay là gì đó, hay là bài này dễ quá gì đấy, thì thầy cũng rất tự hào vì các bạn học trò đều là những bạn giỏi ha. Rồi, có chữa câu xe hình không thầy? Có chữa câu xe hình nhưng thì không phải ngày hôm nay, bởi vì nội dung thầy truyền đạt các bạn học trò chưa đủ để chúng ta làm được câu xe hình. Rồi, chúng ta chụp lại câu A câu B một cái nè.
Rồi, phần đầu tiên chụp lại tới đây. Rồi, tiếp theo. Phần thứ hai chụp lại tới đây. Thầy chữa dễ hiểu ạ. Rồi, thầy cảm ơn bạn Ngọc Châu. Rồi, bây giờ chúng ta vào câu C hình là đến thời điểm này là thầy chưa có dạy, dù cho tỉnh thành nào đi chăng nữa thầy cũng chưa xử lý. Bởi vì chưa đến lúc hiện tại là thầy trò chúng ta là lấy 9 điểm trước rồi mới lấy 10 sao. Nhưng thầy sẽ hướng dẫn các bạn học trò làm câu 5. Được chưa? Thầy sẽ hướng dẫn các bạn học trò làm câu 5. Rồi. Người ta cho ít y không âm. Ít y không âm là gì biết không? Ít y lớn bằng không đấy. Không âm là lớn bằng không đấy. Được chưa? Không âm là không âm thôi, nhưng được quyền bằng không và được quyền lớn bằng không. Rồi họ cho gì nữa? Ít bình cộng y bình bằng 4 á. Họ kêu mình tìm giá trị nhỏ nhất của anh B. Rồi bây giờ B bằng gì? B bằng ít cộng 2y. Bài toán này thì cũng có nhiều cách giải. Giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn học trò giải một trong những cách dễ hiểu nhất. Mười một chắc chắn là như mấy dạng này nó cũng chỉ có vài dạng thôi các bạn hết. Nếu mà nó cao thủ dữ lắm thì cũng chỉ có vài dạng thôi. Nó không ở không đâu mà cho những dạng trên trời dưới đất cho chúng ta đâu. Nên chúng ta làm, chúng ta để ý nó nha. Câu C hình chưa giải ngày 15 tây tháng 5 thì thầy mới bắt đầu giải câu C hình. Bạn nào muốn xem được câu C hình của toàn bộ những đề thi thì chúng ta nghiên cứu từ ngày 15 tây tháng 5 thì thầy sẽ có những buổi live thiên về hình học. Có nghĩa là chúng ta sẽ dành ra những buổi live từ ngày 15 tây tháng 5 cho đến thi tuyển sinh. Là chúng ta sẽ dành ra những buổi live chỉ giải hình học mà thôi, chứ không giải bất cứ cái gì khác. Được chưa? Rồi, một cô lô kinh thầy cái nào. Rồi, nói Đức. Câu 2 bài 4. Câu 2 thầy mới đưa chụp á hả? Đây, câu 2 bài 4 nè. Thầy ơi, em muốn lấy 5 cộng toán thì phải làm sao vậy? Đối với học trò xem livestream của thầy không có mặc định chúng ta là 5 cộng. Mà thầy mặc định chúng ta phải là 7 cộng trở lên. Rồi, xong Đức nhé. Thiệt, cái này thầy nói thiệt. Nếu như các bạn học trò dành thời gian xem livestream kinh của thầy thường xuyên là thầy đảm bảo mai mốt chúng ta đi thi tuyển sinh điểm số chúng ta sẽ hết hồn cho thấy. Không phải là thầy nói chuyện cho vui đâu, mà là nó hiện hữu và nó có thật đấy. 7 cộng là hơi quá. Thật. Với một điều kiện là chúng ta phải xem live stream kinh thầy thường xuyên và không bỏ sót bất cứ phiên live nào. Nếu như có bỏ thì phải xem lại. Nhớ nha, có bỏ tiết live nào là phải xem lại. Và trong quá trình học phải có chép bài đầy đủ, chứ không phải nằm võng đưa toàn ten hay ngồi ghế nhìn cái điện thoại thôi là không có được nha. Lưu ý nha. Rồi, đầu tiên chúng ta bình lên x cộng 2y tất cả bình, khai triển hằng đẳng thức x bình cộng 4xy cộng 4y bình. Bài toán họ chỉ cho x bình y bình thôi, phân tích nó. X bình cộng y bình cộng 3y bình cộng 4xy. Thế vô. Được chưa? Thế vô. 4 cộng 3y bình cộng 4xy.
Rồi, bây giờ chúng ta nhìn kỹ nè. Nhìn thật kỹ nha. Điều kiện là xy lớn hơn bằng 0. Xy lớn bằng 0. Vậy ông này lớn hơn bằng 0. Ông này lớn hơn bằng 0. Cộng thêm 4 thì sẽ luôn luôn lớn bằng 4. Nhìn kỹ chưa? Xy điều kiện lớn hơn bằng 0. Anh này lớn hơn bằng 0. Anh này lớn hơn bằng 0. Cộng thêm 4 nữa thì luôn luôn lớn bằng 4. Được chưa? Rồi. Vậy từ đây mình suy ra được B. B bình lớn hơn bằng 4 thì suy ra được B lớn hơn bằng 2. Được chưa? Nè, B bình lớn hơn bằng 4 thì suy ra được B lớn hơn bằng 2. B lớn hơn bằng 2. Vậy giá trị nhỏ nhất của nó là nhiêu? Là 2. Vậy B min bằng 2. Phải dấu bằng xảy ra. Dấu bằng xảy ra khi cái ông ỉ này bằng 0 và ông ỉ này bằng 0. Rõ ràng các bạn nhìn nè. Ông này bằng 4. Khi anh này bằng 0 và anh này bằng 0. 0 0 thì này mới bằng 4 được, đúng không? Đó, rồi. Khi thứ nhất là 3y bình bằng 0. Thứ hai là 4xy bằng 0. Thứ ba là x bình cộng y bình bằng 4. Rồi em hỏi. Bởi vì B bằng X cộng 2Y, X lớn hơn bằng 0, Y cũng lớn hơn bằng 0, nên dương cộng dương thì chắc chắn phải ra dương. Rồi. Các bạn có thể giải thích ngay chỗ này, vì X, Y lớn bằng 0. Đó. Nếu như bạn nào thắc mắc là tại sao nó không ra trừ 2 thì mình sẽ hiểu như thế này cũng được. Rồi tiếp tục ha. Giảng ngay chỗ này tiếp tục. 3y bình bằng 0 thì ra được y bằng 0. Đúng chưa? Y bằng 0. Y bằng 0 thì x bình sẽ bằng 4. Đúng chưa? Y bằng 0. Y bằng 0 nè. Y bằng 0 thì x bình sẽ bằng 4. X bình bằng 4 thì ra được x bằng 2. X bình bằng 4 đáng lẽ ra phải ra được x bằng cộng trừ 2. Nè, y bình bằng 0, 3y bình bằng 0 tức là y bình bằng y bằng 0. Y bằng 0 thế vào đây thì ra được x bình bằng 4. X bình bằng 4 thì một lần nữa đáng lẽ ra là x phải bằng cộng trừ 2. Nhưng do x nó phải lớn hơn bằng 0 rồi, được chưa? X cần phải lớn bằng 0 nên là mình chỉ lấy số dương thôi, mình không lấy số âm. Rồi. Vậy kết luận. Vậy x bằng 2, y bằng 0 thì b min bằng 2. Xong đó. Xong xuôi đó. Rồi chúng ta có thể chụp lại bài một cái nữa thì chúng ta về nhà chúng ta nghiên cứu thêm các bạn thân mến. Rồi có một bạn xin thầy chụp lại đề full. Đây là cái đề full nè. Rồi, như vậy là buổi livestream dạy học chương trình toán chính tối ngày hôm nay là xong. Các bạn học trò lưu ý là tiết livestream tối ngày hôm nay
sẽ được đăng lại trực tiếp trên kênh YouTube Tuổi Học Trò vào ngày mai lúc 19 giờ. Riêng tuần này thì trưa ngày thứ 6 thì thầy sẽ có một tiết live tăng cường và sẽ giải đề thi tuyển sinh vào 10 của tỉnh Cần Thơ năm 2022. Buổi live vào trưa thứ 6 chỉ được live duy nhất trên một kênh, đó là kênh Top Top Tuổi Học Trò mà thôi. Nên những bạn nào chúng ta bận công chuyện, chúng ta không xem được trực tiếp thì chúng ta cũng có thể xem lại vào tối ngày thứ 6 lúc 19 giờ. Có nghĩa là trưa ngày thứ 6 thầy live xong là tối ngày thứ 6 lúc 19 giờ thầy có đăng lại. Nên các bạn học trò cứ an tâm nha.